em, chào mừng các em đến với tuần thứ 18. Và nhiệm vụ tuần này của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi ôn tập và thi học kỳ kỳ 1. Thì hình thức thi của thầy đó là chúng ta sẽ xem video, thầy sẽ ôn tập tất cả những nội dung liên quan tới học kỳ 1 để chúng ta trả lời trắc nghiệm nhé. Thì nội dung ôn tập của chúng ta gồm có 3 nội dung. 1 đó là ném bóng, 2 chạy cự ly ngắn và 3 đó là bài thể dục liên hoàn 20 nhịp. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính ngày hôm nay thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi nội dung ném bóng. Thì ở nội dung này thì thầy sẽ ôn tập cho chúng ta các kỹ thuật như là cách cầm bóng nè, tư thế chuẩn bị nè, rồi kỹ thuật ném bóng một tay trên vai nè, rồi ra sức cuối cùng, và cuối cùng đó là giữ thăng bằng. Và chúng ta chú ý để chúng ta làm câu trắc nghiệm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Và bây giờ thầy cho của chúng ta sẽ bắt đầu đi ôn tập nội dung ném bóng. Đầu tiên là chúng ta sẽ tập lại cách cầm bóng. Thì cách cầm bóng như thế nào thì thầy đã hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ thầy sẽ ôn tập lại thôi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Và bây giờ thầy sẽ ôn tập cho chúng ta cách cầm bóng. Thì đầu tiên thầy xin giới thiệu một tí về các chai tay. Cái chai tay là cái điểm nối giữa lòng bàn tay và các ngón tay. Và đây là ngón út, ngón ba, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái. Thì cách cầm bóng á, thì khi mà chúng ta đặt bóng vào lòng bàn tay thì chúng ta sẽ đặt ngay các chai tay và sử dụng các ngón tay để chúng ta giữ bóng. Thì cách cầm bóng là chúng ta sẽ cầm bóng bằng tay thuận của mình và để bóng tì lên các chai tay, chủ yếu ở các ngón trỏ, giữa và áp út. Và đó là kỹ thuật cầm bóng của chúng ta. Và như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong cách cầm bóng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tư thế chuẩn bị. Thì tư thế chuẩn bị của chúng ta như thế nào thì thầy đã hướng dẫn rồi. Bây giờ thầy sẽ ôn tập lại nhé. Tư thế chuẩn bị là tư thế tay thuận cầm bóng co tự nhiên trên vai, khuỷu tay gập, tay không cầm bóng đưa ngang vai, bàn tay duỗi thẳng định hướng góc ném, thăng trên thẳng, hai chân đứng trước sau, mắt nhìn theo hướng ném. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Đầu tiên chúng ta hình thành ở tư thế chuẩn bị. Khi thực hiện, tay thuận đưa bóng từ sau ra trước và ném, vai và hông cùng chuyển động về trước theo hướng ném, chân sau có thể bước lên một bước để giữ thăng bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ thuật ra sức cuối cùng kết hợp với kỹ thuật giữ thăng bằng. Thì kỹ thuật ra sức cuối cùng là giai đoạn ra sức cuối cùng bắt đầu từ khi chân bên tay không cầm bóng, tiếp đất, sau đó xoay hông và ưỡn căng thăng quay về hướng ném. Lúc này tay cầm bóng thăng trên và chân sau tạo thành hình cánh cung, sau đó gập nhanh thăng trên để ném bóng lên cao, ra xa và hướng vào khu vực quy định. Kỹ thuật giữ thăng bằng là kỹ thuật chúng ta sau khi thực hiện ném bóng, chúng ta sẽ giữ thăng bằng theo hai cách. Cách 1, giữ thăng bằng bằng chân trước là sau khi ném bóng, chân trước trụ vững, thân trên ngã nhiều ra trước, tay không cầm bóng đánh nhanh ra sau để giữ thăng bằng. Cách 2, giữ thăng bằng bằng nhảy đổi chân. Thì sau khi chúng ta ném bóng, nhanh chóng nhảy đổi chân, thăng trên ngã nhiều ra trước, tay không cầm bóng đánh nhanh ra sau để giữ thăng bằng. Và như vậy là thầy trò của chúng ta đã hoàn thành xong nội dung đầu tiên đó là ném bóng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai đó là chạy cự ly ngắn. Thì thầy sẽ ôn tập cho chúng ta kỹ thuật xuất phát cao. Thì ở kỹ thuật xuất phát cao này á, chúng ta có 4 giai đoạn. Nhớ nha, 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là giai đoạn xuất phát, giai đoạn 2 giai đoạn chạy lao, giai đoạn 3 giai đoạn chạy dự quản, và cuối cùng đó là giai đoạn 4 là về đích. Thì phần ôn tập thầy sẽ tập trung ở 3 giai đoạn đầu, đó là xuất phát, chạy lao và chạy dự quản. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đi nào. Và bây giờ thầy trò của chúng ta sẽ đến với kỹ thuật xuất phát cao. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với giai đoạn 1, đó là giai đoạn xuất phát. Trước tiên chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực chạy của mình và đứng cách vạch xuất phát khoảng một bước chân. Thì lúc này chúng ta sẽ đợi hiệu lệnh, đó là
vào chỗ. Thì khi mà có hiệu lệnh vào chỗ thì chúng ta sẽ bước chân thần của mình lên một bước sao cho mũi chân của chúng ta sẽ đứng ở mép sau của vạch xuất phát. Lúc này chân trước cách chân sau một bàn chân và lúc này chúng ta sẽ đợi hiệu lệnh thứ hai, đó là sẵn sàng. Thì khi nghe hiệu lệnh thứ hai sẵn sàng thì lúc này hai gối khuỵu, thân trên ngã ra trước, chân trước đứng bằng nửa trước bàn chân, chân sau kiểm gót, hai tay hơi co tự nhiên và chờ hiệu lệnh thứ ba chạy. Khi nghe hiệu lệnh chạy thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn chạy lao, là giai đoạn tay ra trước đánh cao ngang mặt, tay ra sau đánh rộng giữ thăng bằng cho cơ thể, chân đưa ra trước tích cực nâng đùi và tiếp xúc đất bằng nửa trước bàn chân, chân sau đập mạnh duỗi thẳng, thân trên từ từ nâng cao lên và chuyển dần sang chạy giữ quãng. Chạy giữ quãng là giai đoạn chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đánh tay để giữ thăng bằng và kỹ thuật chạy đạp sau để duy trì tốc độ tối đa của cơ thể để hoàn thành cự ly của mình. Sau đây, thầy xin ôn tập lại động tác đánh tay là hai chân đứng trước sau, gối hơi khuỵu, thân trên thẳng, hai tay hơi co, bàn tay nắm hờ, luân phiên đánh trước sau, tay đánh ra trước, cao ngang ngực, tay còn lại đánh rộng ra sau, sao cho khuỷu tay nâng cao gần ngang vai. Động tác chạy đạp sau là động tác chân trước co, nâng gối cao ngang thắt lưng, chân sau đạp duỗi thẳng, hai chân luân phiên thực hiện, thân trên thẳng, hơi ngã ra trước, hai tay co, đánh phối tự nhiên. Và như vậy là thầy trò của chúng ta đã hoàn thành xong nội dung 1 và nội dung 2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ôn tập nội dung 3, đó là bài thể dục liên hoàn 20 nhịp và nhớ quan sát video thật kỹ để trả lời câu hỏi cho chính xác nhé. Bắt đầu nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ôn tập 20 nhịp của bài thể dục liên hoàn. Đầu tiên chúng ta sẽ hình thành tư thế chuẩn bị, đó là tư thế đứng nghiêm. Chuyển sang nhịp 1, chân trái bước sang ngang, rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa lên cao, chết hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Chuyển sang nhịp 2, hai tay thu về ngang vai, đầu các ngón tay chạm vào mõm vai, mặt hướng trước. Chuyển sang nhịp 3, về tư thế nhịp 1, đồng thời hai chân kiển gót. Chuyển sang nhịp 4, chân trái thu về, đồng thời hai tay hạ về tư thế chuẩn bị. Chuyển sang nhịp 5, chân trái bước sang ngang, đồng thời tay trái đưa ngang vai, cẳng tay phải gập trước ngực, lòng bàn tay xách. Chuyển sang nhịp 6, tay phải duỗi ngang vai, cẳng tay trái gập trước ngực, lòng bàn tay xách. Chuyển sang nhịp 7, tay trái duỗi thẳng ngang vai, lòng bàn tay xách. Chuyển sang nhịp 8, chân trái thu về, hai gối khuỵu, đồng thời hai tay duỗi thẳng, chết bên thấp, lòng bàn tay xách. Chuyển sang nhịp 9, chân phải đưa sang ngang, bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa lên cao áp sát hai tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn thẳng. Chuyển sang nhịp 10, trở về tư thế như nhịp 8. Chuyển sang nhịp thứ 11, thực hiện như nhịp 9 nhưng đổi chân. Chuyển sang nhịp thứ 12, chân trái thu về sát chân phải, hai tay thu về tư thế chuẩn bị. Chuyển sang nhịp thứ 13, từ tư thế chuẩn bị, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay sắp. Chuyển sang nhịp thứ 14, bật thu về tư thế chuẩn bị. Chuyển sang nhịp thứ 15, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau. Chuyển sang nhịp thứ 16, chân trái khuỵu sang trái, chân phải duỗi thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Chuyển sang nhịp thứ 17, chân trái duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau. Chuyển sang nhịp thứ 18, thực hiện như nhịp 16 nhưng đổi chân. Chuyển sang nhịp thứ 19, chân trái thu về, ngồi trên hai nửa trước bàn chân, hai tay chống đất, đầu thẳng, thân hơi cúi. Chuyển sang nhịp thứ 20, đứng thẳng về tư thế chuẩn bị và kết thúc bài tập. Và như vậy là thầy trò của chúng ta đã hoàn thành xong buổi ôn tập học kỳ 1 của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là ở nhà thì thầy xin chúc các em xem video thật là vui vẻ và trả lời những câu hỏi trắc nghiệm thật là tốt để đạt được cái kết quả tốt nhất trong học kỳ 1 nhé. Bye bye. Xin chào, hẹn các em vào tuần sau.